Hello anh em, chào mừng em quay lại với Vlog Mi AI. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm hai cái mô đồ là Whisper và Phở Whisper của OpenAI và của VinAI nha. Ta sẽ cùng xem là cái nào sẽ tốt hơn và cách sử dụng nó như nào. Ok, let's go. Rồi, thì hai cái mô đồ này thì nó vừa mới ra mắt, OpenAI Whisper đây, đó. Và Phở Whisper của VinAI Research đây, đó. Thì hai cái này thì nó là những cái mô đồ dùng để chuyển từ speech to text, có nghĩa là chuyển từ giọng nói của mình thành văn bản, đúng không? Thì Whisper thì như bạn thấy trên màn hình ấy là của OpenAI. Và họ định nghĩa là một cái speech recognition model và nó train trên một cái large dataset audio và nó hỗ trợ multi language, có nghĩa là đa ngôn ngữ, rất nhiều thứ tiếng đó, và nó hỗ trợ cả tiếng như đây là tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh, vân vân đó. Rồi mình đã có thử nghiệm qua đây cái bảng ngôn ngữ rồi đây. Đó, tiếng rất nhiều tiếng, tiếng Dutch, Spanish, Korea, Ireland, Thái Lan, vân vân. Và có Vietnamese. Đó, có Vietnamese. Rồi. Thế còn sau đó thì VinAI họ với tiếp tục là nó họ introduce cái là Phở Whisper và nó fine tuning cái Whisper. Đó. Bằng cái gì? Bằng cái dữ liệu tiếng Việt và 844 giờ đọc tiếng Việt, nó cực kỳ khủng, đúng chưa? Và sau khi mà họ fine tuning xong thì họ thấy là nó trở thành một state of the art, nó SOTA và nó benchmark với những cái model mà khác thì cho ra cái kết quả rất là tốt. Đó. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài, đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta có thể là record âm thanh, sau đó thì gửi vào hai cái mô đồ này để mà chúng ta thử nhận diện xem là mô đồ nào tốt hơn. Đó. Vậy thì mình chia sẻ hai thứ. Cách đầu tiên là cách chúng ta record cái âm thanh, sau đó chuyển vào mô đồ. Và cái thứ hai là mình sẽ so sánh thử xem hai mô đồ cái nào tốt hơn. Nhá. Thì cái so sánh tốt hơn này thực ra là nó chỉ mang chất là vui vui thôi. Vì chắc chắn là mình nghĩ là VinAI họ đã fine tuning trên tiếng Việt rồi thì chắc chắn là cái việc tiếng Việt sẽ tốt hơn rồi nha. Là mình cứ thử thôi để các bạn biết được. Thực ra mình muốn chia sẻ để các bạn biết được cách dùng hai cái module là chính nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lại gắn bó với anh chàng Colab. Vì là hai cái module này đều là module khá là lớn nên mình cần GPU để có thể chạy được, nên mình sẽ triển khai trên Colab. Một số bạn có hỏi là sao anh không làm một con máy chủ? Anh có bên thuê gpu.vn có máy chủ, tại sao anh không thuê để triển khai trên đấy mà lại dùng Colab? Là vì thực ra nếu như mình hướng dẫn trên đấy thì một số bạn sẽ lại không triển khai được. Đó. Nên là mình hướng dẫn trên Colab thì bạn nào cũng có thể làm được. Đó. Rồi, như mọi lần mình vào trên Runtime và chuyển thành T4 GPU để tận dụng cái sức mạnh của GPU của Colab. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ làm cái hạng mục là mình triển khai trên Whisper trước nhé. Đó, là mô đồ của OpenAI trước, đúng không? Whisper trước, đây, Whisper là cái này. Đó, mình triển khai thử trước. Thì tất cả những mô đồ này ấy, thì cái GitHub của họ, họ đã chia sẻ cách chúng ta dùng nó khá là clear rồi. Đó, mình cũng không phải quá mất nhiều thời gian để có thể là hiểu được cách dùng nhá. Tất nhiên là cách dùng thôi, còn bạn fine tuning rồi bạn làm các cái thứ khác thì nó mất thời gian hơn nhá. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ cài cắm đi. Cài cắm thì để một giờ gần đây thì ông Colab ấy, ông hay bị lỗi khi mà dùng lệnh pip cài cắm, là mình cài thêm một cái câu này vào thôi để cho nó đỡ bị lỗi đây. Cái này thì mình cũng chưa rõ là vì sao lại lỗi cái này, nhưng mà tóm lại không chó vào thì lúc mà mình cài cái lệnh pip ấy, nó toàn lỗi gọi là locale gì đấy nhá. Rồi mình sẽ cài này, pip install nó trừ những cái gì install, ê họ dẫn luôn này, install OpenAI Whisper này. Đó, đây mình đã thử cái Whisper trước nhá. Đó, OpenAI Whisper.
Đấy, và họ cũng bảo là mình cài luôn là cái FFmpeg để cho nó làm cái này là cái model, cái thư viện để là nhiệm vụ mà chuyển làm việc với âm thanh, convert âm thanh, vân vân. Đó, thì mình thêm cái trừ quy vào để cho nó đỡ hiện nhiều thông số, đỡ phải mất công clear. Đó, chờ một chút nha. Rồi, cài thành, không lỗi gì, xóa đi cho gọn nhá. Rồi, thứ hai sau đó là mình sẽ làm gì? Mình sẽ import cái model Whisper vào. Đúng không? Import Whisper. Đó, rất đơn giản. Model bằng whisper.load model. Đấy. Load model gì? Đây, ở đây rất nhiều model, bạn chọn đi. Model ở đâu rồi? Model đây. Model tiny, model bay, model small, model mọi thứ. Đó, thì mình sẽ chọn base nha. Lý do chọn bay là vì cho nó vừa với cái bộ nhớ của mình. Không nó quá là nặng. Đấy, hoặc là hơi chơi lớn đi, chọn hẳn thôi chọn bay thôi. Chọn bay thôi, không tí nó chản đấy. Rồi, chọn bay. Đó. Bạn nào mà có dịp thì cứ thử nghiệm cả small, medium và large nhá. Ở đây mình thử nghiệm song song cả phở, whisper và whisper. Nên mình chọn tạo cái bay cho nó gọn gàng. Đó, rồi. Thêm một cái nữa là device. Đó, bằng CUDA. Thì này để mục đích là gì? Để chuyển cái model này lên trên GPU. Để cho nó chạy nhanh. Run. Đó, trong lúc run nó sẽ tải đủ các thứ liên quan đến model này ở trên trên mạng về, như là model rồi file này file kia vẫn đấy, xong rồi đấy. Rồi 139 MB, nhưng mà tải rất nhanh vì nó đây nó tải trên Colab. Ok, đó thì bây giờ mình đã xong. Thế bây giờ mình muốn nhận diện, đây cốt nhận diện của trên này đây. Đây chỉ cần đơn giản này, mấy dòng thôi. Đây mình copy thử nhá. Đó, nó chỉ cần đưa một file MP3 vào, hoặc là file WAV vào, hoặc là file gì âm thanh vào, và nó sẽ trả ra JSON. Thế nhưng mà ở trên Colab thì mình ghi âm như thế nào? Đó, mình không thể ghi âm được. Nên mình phải chèn thêm một đoạn code để ghi âm vào. Đó. Thì ở đây mình sẽ có một cái đoạn code là mình dùng JavaScript. Đây nhá. JavaScript. Script. Viết tắt ra. Script. Rồi. Record. Đó. Thì đoạn này mình cũng không sáng tác ra đâu. Đoạn này mình copy ở trên trên mạng thôi. Đấy. Đâu rồi? Đây. Đó, copy ở trên mạng rồi, chứ còn không sáng tác được. Rồi, đây. Đó, ở này đoạn nó sẽ chạy một đoạn JavaScript. Nó yêu cầu cái micro của máy tính, nó record lại, và sau đó thì nó thực hiện là trả về dữ liệu cho mình để mình xử lý tiếp. Đúng không? Thì lúc này thì mình sẽ định nghĩa đoạn JavaScript này. Đó, chạy chưa đã? Rồi, sau đó mình muốn viết được cái hàm record. Đó, thì mình phải viết một đoạn như sau. Phải import một số cái thư viện. Đây. Rồi, đây mình cho luôn trên này nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ viết một cái hàm này, là hàm record trước. Để mình test xem cái việc ghi âm cho nó đã chuẩn chưa. Đó, đây. Hàm record trước. Để xem nó ghi âm chuẩn chưa đã. Không chuẩn thì tí chết. Đây. Đó, hàm record của mình đây, thì mình sẽ để ghi là 3 giây. Đó, thì nó sẽ ghi âm cho nó trả về một cái audio để mình xem nó chuẩn chưa. Rồi bây giờ mình gọi hàm record nhé. Đó. Oh, lỗi rồi. Record not found. Đây là JavaScript record. Đó, thì cái hàm này sẽ display cái JavaScript lên, lấy kết quả trả về, sau đó nó convert thành Base64 và nó trả ra để mình có thể nghe được. Đây. Đang ghi âm thử nhé. Oh, audio segment. Audio segment, chắc là mình quên khai báo. Thiếu một đoạn. Đây. Pdub import audio segment. Rồi. Pdub mình chưa cài. Đấy. Pdub. Ok. Rồi, mình chạy thử nhá.
Record. Đang ghi âm thử, đang ghi âm thử. Rồi. Đang ghi âm thử. Đó, mình hy vọng bạn nghe thấy cái tiếng đấy. Nào. Đang ghi âm thử. Rồi. Như vậy là việc ghi âm chúng ta thành công. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết thêm một cái hàm nữa, là hàm sẽ là def text to speech. Được chưa? Mình sẽ dựa trên cái hàm kia mình viết lại cái hàm text to speech. Đó, thì chúng ta cũng làm gì? Chúng ta cũng sẽ sửa từ cái hàm kia thôi. Đó. Là chúng ta sẽ đây. Sửa hàm kia, mình sẽ copy này xuống. Rồi. Cũng print record, cũng lấy kết quả về. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ ghi một cái file. Đây. With open một cái file. Đó, mình thử tạo một file là content.audio.wav đi. Đó. Mình sẽ ghi cái nội dung của cái record được vào trong cái file này. Đó. SF. Rồi. F.write. B. Đó, ghi trong cái file thôi. Đó, và sau đó mình print ra một câu là finish recording send to model. Đó. Để mình biết là nó này đã ghi âm xong và nó chuyển model. Đó. Sau đó mình sẽ thực hiện là đúng lệnh ở trên này thôi. Đây, đưa audio vào và print the result. Đây. Đó này, copy lên. Đó, đưa audio vào. Audio đây. Audio là content audio.wav. Đó. Rồi và trả lại cái result. Đúng không? Trả ra cái result. Rồi, đây là hàm text to speech được chưa? Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là mình sẽ gọi cái hàm text to speech này, text to speech. Đó. Run. Mình đang ghi âm và mình thử xem có nhận diện được không. Rồi, nó đang gửi cho model nhé. Đó, mình đang giấm và mình thử xem có nhận diện đợt. Đó. Nó sẽ có một chút sai số ở đây. Bây giờ mình sẽ thử thêm một cái. Bằng language bằng Vietnamese ở đây. Đó, để hy vọng là nó sẽ nhận diện tốt hơn. Thử nhé. Mình đang ghi âm. Mình thử xem có nhận diện được không. Mình đang giảm. Mình nhận không? Đó. Nó có sai số. Được chưa? Nó có sai số. Bây giờ nếu như mình tăng model lên là model model xịn nhất của nó đi. Là model large 10GB không được. Chắc là phải medium thôi. Medium đi. Xem nó tình hình như nào. 1GB 42. Wow. Đó, model bằng load là bộ nhớ mình xem nào. Vẫn ok, không vấn đề gì. Rồi, bây giờ mình thử nhận diện lại nha. À, đây. Model, rồi. Mình đang ghi âm, mình thử xem có nhận diện được không. Wow, amazing, nhận diện ngon luôn. Bạn thấy không? Và nếu mình sửa ở đây là một chút là chỉ trả về cái text thôi. Thì nó sẽ gọn hơn. Nè. Cuối cùng thì Whisper cũng nhận diện được âm thanh của mình. Của anh ta. Ok. Có một chút nhầm lẫn đây không sao. Đó. Thì đây là Whisper. Và bây giờ bạn hỏi là thế thì với dùng mới cả bên dùng mới cả phở Whisper thì thế nào? Đó, bây giờ mình sẽ làm vật 2 nhé. Đây. For Whisper. Đó, thì For Whisper họ cách riêng của họ để họ nhận diện. Mình sẽ thừa kế luôn cái đoạn này. Mình copy xuống dưới. Đó. Đoạn này là đoạn mình tạo ra cái record. Sau đó mình sẽ text to speech. Ở đây mình sửa thành text to speech. For họ cho nó đỡ nhầm. Được chưa? For đây. For thì bên này nó cũng có mấy model. Là model tiny, base, small, large. Đó, thì bây giờ mình sẽ chọn model nào
Model nào? Mình chọn thử một cái model nào đây. Chọn thử cái last đi ha, cho mẫu. Rồi. Thì bắt đầu mình sẽ quay về model thôi. Đây là chỗ họ chọn đây. Copy. Paste sang đây. Load model trước nha. Đây. Code này, lên trên này. Đó. Đây là phần load model này. Model. Thì mình phải cài những cái gì? Mình phải cài Transformer. Dạ mình code đã. Mình với file Whisper thì họ đưa lên Hacking Face. Nên mình sẽ cài là pip install Transformer. Đó, Transformer và PDAP. Thì PDAP mình vừa cài rồi, nên cài lại chắc ăn. Đó, trừ quy cho nó yên tĩnh. Ok. Sau đó mình sẽ load model last luôn. Máu ơi. Và đây có một cái device bằng CUDA để cho nó lên trên CUDA luôn. Run. Không biết có đủ bộ nhớ của Colab không? Nếu không mình phải giảm số model medium. Rồi trong lúc nó chạy thì mình sẽ sửa đoạn dưới này. Mình sẽ không đưa vào trong cái model Whisper nữa. Mình sẽ đưa vào cái model model của for Whisper. Đấy. Model for Whisper thì ta không cần phải không cần phải đưa language vào vì họ fine tuning cho tiếng Việt rồi. Nên là chạy sẽ tại tiếng Việt luôn. Đó, vẫn đang load chưa xong. Viết thêm bản code nữa là mình gọi text to speed for. Rồi, để xem kết quả nó sẽ như nào. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa là không phải là 3 giây mà 5 giây nhé. Đó, cái second này này. Đó, thì bạn chỉnh sửa bao nhiêu thì cũng được hết. Đó, ok. Rồi, có vẻ như đã load được bộ nhớ rồi. Để mình xem cái GPU này nó có tăng hay không. Có vẻ vẫn chịu được. Ok. Rồi, bây giờ mình chạy tiếp bản này. Xong. Bây giờ mình sẽ thử với hàm phở nhé. Mình đang ghi âm. Mình thử xem có nhận diện được không. Oh. Content. Audio.way. Mình đang ghi âm, mình thử xem có nhận diện được không. Chính xác, 100%. Cuối cùng thì nó cũng nhận diện được giọng của mình. Chính xác luôn. Thử một câu. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhận diện luôn. Chuyển 5 giây, mình ngâm thơ thử phát. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Chính xác. Bây giờ mình thử với ông Whisper xem là câu tục ngữ ca dao có nhận được không. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Cho 5 giây đã, cho không bằng. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Lại trên nhị vàng. Đó, bạn thấy không? Cái trong đầm thì thành trong đầm. Đó, bên kia nhận đúng ở trong này. Đó, nhưng mà trên này trong đầm. Đó, nhưng mà cái gì thì bên này đúng này. Bên này gì này là gì sai này. Đó. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng thì lại trên nhị vàng. Đó. Ok, có thể là mình đọc nó bị sai. Tuy nhiên là mình đã thử rất nhiều lần rồi. Đó thì nói chung là cái model fine tuning thì nó vẫn khá hơn một chút theo đánh giá của mình.
Tuy nhiên thì với mức độ dùng bình thường thì mình nghĩ hai cái module này cũng khá là ổn rồi. Đó. Thì trên đây là mình hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là record âm thanh, sau đó gửi vào hai cái module là Whisper và Phở Whisper. Và cái sự so sánh này hoàn toàn là mang chất cảm tính của mình. Các bạn có thể chủ động làm và so sánh. Và nếu bạn thấy cái nào mà nó chưa chính xác hoặc là bạn thử nghiệm ra kết quả nó khác thì bạn comment ở dưới bình luận của video để giúp mình nhé. Đó, còn thì mình nhận dẫn các bạn cách làm record, cách gọi module rồi. Và bạn nào muốn làm nó tốt hơn thì bạn có thể là đầu tư cái máy tính có GPU, bạn chạy local thì cái việc ghi âm nó tiện hơn và có thể ghi âm real time được luôn, chứ không cần phải ghi xong rồi gửi cho module, mà có thể buffering khoảng độ mấy giây cho bạn gửi cho module liên tục để nó làm một cái module nhận diện liên tục nha. Rồi, thì bây giờ nếu bạn thấy clip này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ Mi AI nha. Bye bye.